Rồi như thường lệ lại lên like đồ linh Mỹ đã qua sử dụng sale giá rẻ, anh em tranh thủ chốt nha anh em. Rồi đầu like lên một cái quần ngụy trang, chất vải rất là mềm, vải giống gân như kiểu là vải cà rốt, bụng là 100 nha anh em, 6 túi hộp, con này mát, dài quần 108 ạ, 108 nha anh em, quần đẹp đấy. Nhưng mà ở dưới like này em thấy nó kiểu nó dầm rồi á, như kiểu nó đạp lên nó dài quá, nó đạp lên một chút thì dơ nhẹ thôi. Được. Bên này cũng đều và đẹp, con này là 93, 95 được đó. Cái like thì nó dơ một tí tí thôi, cũng chả có ăn nhầm gì hết. Ở trong này có một cái tem này, nó sử dụng bằng dây kéo nha anh em. Ở đây coi cái tem này là tem gì nè. Tem này là tem gì? Nó chỉ ghi tem thôi, à USA nè. Hàng của Mỹ đàng hoàng nhé. Đẹp tuyệt vời. Ở đây nè, ngay cái chỗ này nó bị lủng một lỗ, một lỗ siêu siêu à. Bán anh em mở hàng đầu là 60 ngàn thôi. Trời ơi, nó cái lỗ này không có nhìn thấy, chả có ai để ý gì hết, để cho nó mát. Còn con dày dặn và đẹp anh em, 60 nghìn nhanh tay giùm em này mà. À, 100 nghìn mã 60 chứ. 100.000 mã khoan 60.000 mã 10. Mã 10. Tiếp một cái quần ASICU này. Hàng cấp phát của Linh Mỹ, con này thì nó bung chỉ thôi nha nhé. Cái phần này này, nó bung chỉ thì anh em cho nó chui vào chân lại cái thôi. Nói chung là xung quanh vùng lưng ấy. Chất vải caro bụng là cũng căng hết cỡ là 100. Không có đôn về được nha. À, quần này có đôn, có đôn. Dài quần 110, con này là chất vải caro. Trên này xuống đều, ở đây là có cái túi này nhá, là gọi là 8 túi. Vải thì 93% đều không có dơ và cũng không có lủng rách, nhưng mà phần trăm thì nói mới thì không lắm đâu, nhưng mà tha hồ mà bật. 100.000 mã 9. Tha hồ mà bật. Mấy cái đồ này thì mệt nghỉ size medium x long. Con này hàng cấp phát của Linh Mỹ, 70-80kg. Vai của nó là 49. Nhưng mà dài áo là 80, cao trên 1m7 nha anh em. Trên 1m7 nha. Trên này đều và đẹp luôn này. Con này đều và đẹp nha. 93%. Con này 93%. 93-94%. Em coi gì kéo không nè. Rồi, đầu khóa ngon lành cành đào. Chốt cho em con này 70.000 mã 8. 70.000 mã 8. Tiếp con ASICU này. Con này cũng chất vải hàng cấp phát của Linh Mỹ, chất vải caro. Vai của nó là 47. Dài áo là 68. 47 là 65-75kg được. Hàng cấp phát nha. Bảo đẹp. Con này đẹp. Quá trời đẹp luôn. Quá chừng đẹp luôn chứ không phải là quá trời đẹp nữa. 65-75kg. 93-95%. 100.000 mã 7. Anh em tranh thủ chốt đi anh em ạ. Em bán đồ mà chưa bao giờ kiệt kho mà bữa nay là dám cam đoan là sẽ có ngày được chơi rồi đây. Gần hết rồi. Tiếp con này áo beo ấm vai 56. Dài áo là 77. Hết hàng mà bây giờ không biết ngày nào hàng mới về luôn. Và không có tin tức. Cho nên là bây giờ ai chốt được cái gì chốt, chứ không biết có hàng nữa hay không, không biết luôn. Ê. Con này mùa đông cực kỳ ấm nha, dày. Nhưng mà không biết nước nào hết này. Ở đây thì như có một chấm dơ này anh em này. Chấm dơ này. Ở đây có 2-3 vệt dơ nhỏ nhỏ nha. Bo thì rất là bót nhưng mà xù lông. Ở đây nó bị dính sơn nữa này. 2-3 chấm sơn nhỏ. Bán giá rẻ, anh em bận lao động. Nói chung là anh em bận đi lao động cũng được, bận ở nhà cũng được. Đấy, có mấy viên sơn nha anh em. Sơn này. Em đo lại cái vai và chiều dài nha anh em nha. Vai là 55, 55, 56 và dài áo là 76.
55, 56 là con này 8-90kg rồi. Giá 76, 8-90kg à. Rất là ấm nha. Rồi, chốt giùm em chị Tùy Diễn Sơn thôi, 200.000 mã 6. 200.000 mã 6. Tiếp con rần ri vải caro. Em nói thiệt chứ, đây là không có hàng, chứ có hàng về. Những con này là không có giá này, không bao giờ có cái giá này đâu. Chỉ có sale anh em mới được mua như vậy thôi. Vai 48 và dài áo là 78. 48, 78 thì 80, 85kg. 80kg là bần thoải mái, vết in nút vẫn chưa có, có một cái tem nha em. Trời ơi, một cái tem 50.000 giờ bán cả con áo, cả tem 100.000 này. Và bình thường con này anh em là phải 250, phải là 250. Rồi 100.000 mã 5. Tiếp con này là màu bạc, chất vải caro, cũng hàng cấp phát của Linh Mỹ. Con này là vai 48, 65, 75kg. Dài áo là 77. Dạ 77, con này thì cái cổ là có vết gấp rồi nha. Anh em nhìn thấy màu trắng nè, có vết gấp màu bạc đó. Có vết in nút nè, màu bạc nha. Ở đây nó mất một cái nút rồi, mất một cái nút rồi. Nói chung là cái nút nút cài mất chỗ ống tay rồi nha. Màu bạc này anh em này, màu bạc đẹp lắm á. À, con này nút cài mất rồi. Con này mất cái nút cổ tay, mất cái nút cổ tay, nhưng mà màu bạc, bạc màu và màu bạc áo cũng bạc màu rồi. Rồi 60-70kg, 65-75kg. Chốt cho em 70.000 mã số 4. 70.000 mã 4, anh em nghe không có nhầm đâu nhá. Và số lượng có hạn, không biết là ngày hôm nay, ngày mai. Và nếu mà không ấy thì 3-4 hôm nữa là hết. Nếu mà được nhiều thì 3-4 hôm nữa là hết sạch hàng. Rồi vai của nó là 51, 70-80kg và dài áo là 76. 76 nha em. Nói 3-4 hôm là hơi bị điêu á. Không biết có được không? Chắc lại được. Chắc lại được. Đồ vào đồ ra thì ngon lành cành đào. Ngon lành cành đào luôn. Rồi con này là 93-94%. 93-94% hàng cấp phát của Linh Mỹ. Giá chưa từng có, chưa từng được có rẻ nha em. 70-80kg. Chốt giùm em con này là 100.000 mã 3. 100.000 mã 3. Anh em nhanh tay nha. Giá này là giá bán chứ không phải giá bao ship. Và anh em khách mới mua lần đầu là em xin cọc 50.000 đó. Còn những anh em mà đã đăng thường xuyên bom hàng em thì tốt hơn hết đừng có vào chốt nữa nhé. Nói chung là phải tôn trọng người bán một chút, đừng có mua nữa. Bởi vì cái này là bán giá rẻ lắm, cho nên là mấy anh khách quen mới bị bom mới đau chứ. Con này satin này, hàng cấp phát của Linh Mỹ, bị rách cổ. Anh em có thể trợ cái mặt này ra đây nhé. Bằng giá lao động rồi. Con này tiền triệu mà bán anh em giá rẻ này. Vai 45, 46 và dài áo 74. Một tem US Army. Ở đây nó bị trơn luôn này. Gọi là mòn phần này nó bạc hơn một chút và dính một chút dơ. Cổ tay này nó nổ luôn nha em. Nổ luôn nha. Ở đây nó cũng quát nè. Nói chung là con này không có mới nữa đâu. Và ngay cái nút này nó đơm cái nút đây mà nó bị lủng luôn. Anh em có thể mạng lại và đơm cái nút xịt lại ngay đây. Xin lại cho nó che cái điểm. Bán con này 300.000 thôi. Một con áo satin cực kỳ mát. Nói về mát thì gặp satin này anh em ha. Bên này cái vết gỡ tem này. Một cái tem này 50.000 thành con áo này chỉ có 250 nữa thôi. 60-70kg satin của Mỹ. 300.000 mã 2 ạ. 300.000 mã 2. Một con con sa mạc 3 màu hàng cấp phát. Anh em nhanh tay nha, con này bự ạ.
Vai của nó là 55 là 80 đến 90 kg, dài áo là 83 cao trên 1m74. Đấy, một tem US này, hai này, chất vải caro đều như em. Đây nữa là 3 này là 150 rồi đó. 4 nè, 5 nè, 5 là thành được 300 với cái cờ 100.000 á. 300.000 thì tem rồi đấy. Để coi quần áo em bán bao nhiêu nha. Tô và dài, anh em nào mà tô mà thấp thì mua về cắt ngang đây giùm em. Chắc chắn là giá áo tặng tặng áo rồi, bán tem tặng áo rồi đúng không ạ? Em cao 1m58, nếu mà cắt ngang đây thì ok, em vừa luôn, 1m60 cũng vừa luôn. Thì anh em cắt này tru cho là mẹ ơi. Em tính là cả tem là 300.000 mà bán 200.000. Má một rồi. Bán tem, tặng tem mà nó còn tặng được áo nữa. Lúc nhanh anh em ơi, áo sa mạc mà có vụ tặng áo là hơi bị hiếm nha. Chẳng hạn như anh em 50, 60, 70, 80, 90kg luôn, phi sai luôn. Mua về cắt như vậy cho em, em 50 mấy ký em bắn vẫn được này. Ha, cắt vậy bắn luôn. Tha hồ, còn chiều dài nếu mà cao trên 1m74 thì khỏi phải cắt. Rồi em cảm ơn tất cả anh chị em, hẹn gặp lại anh em ở giờ tiếp theo nha. Ta phải kéo dài, những lần cứ gặp nhau là được anh em ạ. Anh em mua, mua cũng được. Cứ vào đây để giải stress. Hy vọng là cái kênh của em nó sẽ giúp cho anh em được một nơi thoải mái tinh thần của anh em. Em cảm ơn và bye nha.